Nổ pháo tự chế khiến bé trai 13 tuổi tử vong, hai người khác bị thương. Qua khám nghiệm hiện trường, công an huyện Lục Ngạn thu giữ nhiều dụng cụ để làm pháo tự chế và 8 quả pháo đã hoàn thiện. Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, trên địa bàn huyện Lục Ngạn vừa xảy ra vụ nổ pháo tự chế khiến một bé trai 13 tuổi tử vong, hai người khác bị thương. Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12, người dân sống tại thôn Thanh Văn 2, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà MTCM 13 tuổi, học lớp 8. Khi tới kiểm tra thì phát hiện M nằm bất động nên đã đưa nạn nhân tới trung tâm y tế huyện Lục Ngạn cấp cứu. Thời điểm này, LPL 17 tuổi và HLH 15 tuổi đứng gần nên cũng bị thương. Qua khám nghiệm hiện trường, công an huyện Lục Ngạn thu giữ nhiều dụng cụ để làm pháo tự chế và 8 quả pháo đã hoàn thiện. Theo cơ quan chức năng, M trộn lẫn một số hóa chất để cuốn thành pháo nổ tự chế. Quá trình ép thành khối, pháo phát nổ khiến M thương tích nặng ở chân, mặt, hai cánh tay dẫn đến tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, em mờ ở nhà một mình làm pháo tự chế nên không ai phát hiện. Ông Đỗ Văn Sinh, giám đốc trung tâm y tế huyện Lục Ngạn cho biết trên thanh niên, thời điểm tiếp nhận bé mờ có nhiều vết thương trên cơ thể, toàn thân trước cháy đen, xác định bệnh nhân đã tử vong ngoài viện. Qua vụ việc, công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghiên cứu, sản xuất hay mua bán, tàn trữ, sử dụng pháo nổ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.